Hello, xin chào các bạn đã đến với ColorVN Channel. Mình tiếp tục làm video về Let's Game của Warrior Hunter. Như đã nói ở số trước là mình sẽ thực hiện lời nói đánh thêm Warrior Hunter thay vì Warrior Beast mà mình vẫn chơi như mọi khi. Thì bây giờ mình chuyển hướng, mình đánh này đi. Rồi đây mình sẽ chỉ quay phần late game thôi cho nó tiết kiệm thời gian. Thì hiện tại là hiệp thứ 33 và mình đang dẫn đầu các bạn. Ok, vậy thì mình so sánh giữa Warrior Hunter với lại Warbeast mà mình hay chơi nha. Thì cái đầu tiên phải nói là đánh Warrior Hunter này á, nó sẽ khó hơn một xíu. Warbeast đúng nghĩa là dễ chơi dễ trúng thưởng, nhưng mà về late game các bạn, từ cái late game thì là từ cái hiệp 41 trở đi á, thì bên Warbeast nó gặp một vài khó khăn. Ôi, ông Ren này ổng mạnh dữ vậy. Ông Ren này ổng mạnh thật. Thanh niên Ren chơi thanh niên Ren chơi gì ta? Khoan đã, thắng mình luôn rồi. À, có Dark Spirit luôn các bạn. Ngon đấy. Tạm thời mình thua nó thôi, một tí nữa mình quay lại đây ông Ren để cho các bạn xem. Ren chơi 4 Glacier và 4 Kanai nha, có 3 con 3 sao rồi, hình này chắc thể lên tí nữa lên 6 Kanai nè. Còn đội hình ông hạng nhì là LT thì đánh Assassin, Goblin Assassin với 4 con 4 Warlock các bạn. Đội hình 4 Warlock. Ok, trở lại với đội hình mình thì mình vẫn đánh đội hình giống như video trước. Thì tạm thời thì mình chưa có biến tấu gì cái bài Warrior Hunter này hết, tại vì mình chỉ mới chơi thôi, đây là trận thứ 2 mình đánh thôi. Thì trận trước mình đánh rồi, trận trước mình đánh Warrior Hunter cũng khá là ok. Mình nhìn chung là đội hình Warrior Hunter có rất là nhiều con 5 tiền, à, con 4 tiền các bạn. Ok, vừa thắng thêm. Ơ, con chỉ trong một lúc 4 ông lên dĩa rồi. Để mình ghép đồ một tí đã. Mình ghép cái cung, cái này cho con cung đi. Đây, cung này hai cái mặt nạ rồi. Rồi, mình để nguyên tiền luôn các bạn. Tí lên 10 sao. Mình đánh đây đi. Gặp giá là cái con này rất là mạnh bạn. Dark Spirit quá mạnh luôn. Mình còn con Dark Ghost Prophet thì cũng được. Nhưng mà trận trước mình dùng Ghost Prophet 2 sao luôn các bạn. Mà mình thấy đam nó vẫn không bằng, không bằng những con cung thủ của mình. Con cung thủ mình bắn siêu đau. À, đội hình này đó, nó đang nói tiếp là đội hình có rất là nhiều con 4 tiền như là Venomancer nè, Soul Reaper nè, con Siren, con thuyền trưởng, rồi đâm rồi ha, rất là nhiều 4 tiền và 3 tiền thì mình cũng có con súng. Thì đội hình này khó lên hơn là đội hình Warbeast mình hay chơi. Warbeast mình hay chơi thì đội hình nó rất là dễ lên, nó có nhiều sự lựa chọn hơn là đội hình này. Đội hình này thì cái điểm mạnh mình trước tiên là mình thấy luôn á là nó không có bị yếu ở cuối game. Mình đánh tầm hiệp như bây giờ là 36 thì máu mình cũng còn khá là ổn nè. Chỉ có đầu game thì để lên một cái đội hình như vậy thì đòi hỏi bạn phải có sự may mắn ở đây nữa. Nhưng mà đánh Warrior Hunter thì nếu mà gặp mà trận nào mà bạn không may á, mà không đủ bộ, không đủ những cái con tướng bạn cần á, thì dùng những cái sự thay thế khác thì mình sợ là nó sẽ không hiệu quả bằng. Cái này thì mình chưa có tìm hiểu tại vì mình chưa có dịp đánh Warrior Hunter nhiều. Nhưng mà mình chưa biết là ví dụ mình không có con này, không có con súng hay là không có con Siren hay này nọ, thì mình có cái sức mạnh của cái đội hình nó vẫn còn như vậy hay không. Được cái gì mà ông kia chết mà rơi quá trời, 11 trang bị. À, mình vừa mới thua nữa mấy bạn. Không sao, mình bình tĩnh đánh thôi, không có gì hết nha. Ráp thêm cái mặt nạ nữa, cái mặt nạ này nữa. Con cung này ăn 3 cái mặt nạ. Không mua thêm được gì, lên cấp thôi các bạn ơi, cố lên cấp 10 thôi, cứ cho nó hiếp mình tạm đi, không có sao đâu. Một tí nữa rồi mình báo thù sau ha. Giờ hai ông Ren với LT này đều rất là mạnh rồi, nhất là ông LT, ông mạnh quá mạnh. Ok, Siren mình mà lên được cái cục cầu tàu mới thì
là hiệu ứng khống chế gọi là khủng khiếp luôn. Mấy bạn vừa có con thuyền trưởng, vừa có con siren hóa đá thì đối phương khỏi chơi game luôn á. Rồi mình để con súng cái này, giờ đồ tăng đam mình dồn cho con súng nha. Thuyền trưởng đi, từ ok, mình có một con đâm, hai đâm hai rồi mà vẫn chưa. Cái vấn đề là con Soul Reaper với lại con Venomancer, thấy con nó vẫn một sao, mấy bạn chán thật luôn. Mấy bạn thấy là chơi mà nhiều con bốn sao nó bị vậy đó các bạn, không phải dễ mà các bạn lên được mấy con đó mà lên sớm được hai ba sao đâu nha, khó lắm nha, ba sao là siêu khó luôn. Mình trận này mình hơi đen là Abyssogat tới giờ nó vẫn hai sao, các bạn không có thêm con thứ tư luôn nha. Ren thì ok, Ren thì đánh được, nhưng mà nó cũng mạnh quá bạn. Nãy mình thấy đánh được thôi chứ bây giờ là nó khỏe rồi. Súng các bạn thấy không, súng 5.500 sát thương rồi kìa, 6.700 đam mà mình con súng các bạn thấy không, con súng mình đã 7.000 mấy đam rồi mà vẫn thua. Con súng là con đam chính lên theo mình luôn á. Rồi chưa lên được hai con kia luôn. Bây giờ là hiệp 39 rồi. Hiệp 39 rồi, đội hình nó còn một sao nữa. Nhìn nó ngứa mắt lắm các bạn. Nhưng mà mình không có lên được thì mình cũng chịu chứ biết làm sao bây giờ. Súng có nên cho nó một cái đồ thủ không? Hay là lên full đam mấy bạn. Thôi cho con đâm đi. Nhưng mà lên siren cho nó đánh đi. Mình sắp lên 10 rồi nha. Hai mươi lên 10 rồi luôn. Ok. Thêm kia ghê ha. Ghê. Ghê thì cũng vậy thôi. Mình giờ gặp ông nào mình cũng chết hết đó. Mình giờ chỉ được cái là mình nhiều máu thôi mấy bạn. Chắc mình lên 10 đến hiệp 40 quá. Mình lên 10 quá bạn ơi. Rồi một ông chết. Trời ơi đồ. Nhìn đồ mà ngợp luôn á. Ok. Lên 10 luôn các bạn. Ê, chết rồi, lên nhầm đồ rồi. Lên nhầm món đồ này rồi bạn ơi. Siren lên nhầm rồi, mình bán đây. Thay siren khác vào. Tai hại vãi nồi. Nó lẽ phải lên con này này. Không biết là đánh nổi 40 không, đội hình này không có tự tin đánh 40 lắm nha. Trời ơi, mình làm con siren nó xuống một sao rồi các bạn. Ô, mình qua được 10, qua được hiệp 40 nha. Súng. Ok, đã đánh phải bình tĩnh các bạn ơi. Nãy giờ là thấy là không được rồi đó. Mình đánh nãy giờ là không hay rồi đó. Ok. Rồi, được. Vâng, súng mình lên đồ cho súng đi. Cung đi. Cái trượng này hả? Lên con. Rồi, tạm thời đội hình mình nó như thế này nha. Ok nha. Cục này mình cho con siren đi. Trời ơi, siren một sao. Tai hại quá bạn. Siren đang 2 sao, mình lên nhầm đồ, mình lên cái mặt nạ hút máu, mặt nạ đó nó sẽ bị silent mấy bạn, bị câm lặng. Súng vẫn đam rất cực lực, súng và con cung Genesis Ranger mỗi con 6.000 đam thì đội bạn cũng hơi cực để mà đánh với mình luôn, đội bạn còn 20 máu. Ok, mình giữ 50 tiền mấy bạn. Mình giữ luôn 50 tiền. Giờ là mình hai con kia mình đã lên được rồi, lên được 2 sao thì tự nhiên giữ con siren này nó lại tụt. Tụt lùi lại còn một sao khổ. Ủa mình ok thôi được. Trời, súng 380 đam, con này 185, con này mang 4 cái mặt nạ mặc cái mâm các bạn, mặt nạ hút máu nha, mặt nạ điên à, Mask of Madness, mặt nạ điên. Đội bạn thì chắc là không đánh lại mình đâu. Súng, trời ơi, súng 7.700 sát thương kìa, chết rồi, súng bị giết rồi. Đó, đội bạn đánh ghê đấy, đội bạn thắng mình đấy. Đội bạn thắng mình đấy.
đội bạn thủ được mình. Ok, vậy bây giờ mình chỉ cần cách là mình roll thôi, mình cũng không cần cần lên cấp nữa. Bây giờ mình roll 60 tiền luôn bạn ơi. Đâm. Mình roll mạnh luôn các bạn. Đốt tiền ở đây luôn. Ok. Sao không có con nào? Giờ sao đây nè? Thuyền trưởng này dẹp. Nhìn tình hình này là thuyền trưởng nó không có lên được rồi. Con này run tiếp bạn. Ủa sao lạ nhỉ? Thôi rồi chết tôi rồi. Chịu nổi đội hình này không ta? 40 máu 20 máu nha. Đây là hiệp 43 rồi các bạn. Đội bạn đánh 6 con Warlock bạn. Đội hình full Warlock. Warlock Goblin Assassin thì bạn cái đội bạn đã thắng mình rồi. À đội bạn cũng không thủ được mình luôn. Hai bên không thủ được nhau. Thì chịu vậy nha. Venomancer mình bán đi. Mình không nghĩ là lên kịp bây giờ đâu. Được luôn. Cố lên bạn. Tsunami hả? Tsunami hả? Không lên luôn. Bơm với trực thăng nè. Bây giờ là bơm với trực thăng nha. Bơm với trực thăng mình nên lấy không các bạn? Cho một lời khuyên đi. Con này mình đang hơi rối các bạn ơi. 21 tiền rồi. Mình để hiệp sau mình xem như thế nào. Chứ Siren mình không lên được rồi. Mình giữ lại nha. Mình khóa lại cái đợt này. Không biết là đánh nổi không đây. Thủ được. Nói chung là thủ được hiệp nào hay hiệp đó thôi. Hiệp 44 rồi các bạn. Thủ được hiệp nào hay hiệp đó thôi. Rồi hiệp này mình thua. Hiệp này thì mình thua. 6 máu. 4 máu thôi. Ok. Cũng không sao. Mình còn mừng. Rồi cứ mua hai người này đi. Ron liên tục bạn. Thuyền trưởng ha, không có hy vọng đâu. Bơm một con bơm nữa. Bơm, có bơm 2. Vậy mình bán trực thăng đi. Mình bỏ con này ra, mình để bơm. Mình phải bán một con gì đó. Bán một con gì đó bạn ơi. Bán nó luôn. Bán nó luôn, bán nó luôn. Bán góp Prophet mấy bạn. Đang đây là hiệp 45 Neon Beast hả? Neon Beast. Hiệp 45 mấy bạn. Dark Spirit. Mình run điên cuồng rồi mấy bạn. Trực thăng luôn. Không nha. Trận đánh quá dại hơi luôn các bạn ơi. Đâm hả? Run tiếp. Siren nè, bây giờ sao giờ Siren này tính sao? Mua Siren lên. Lắm nào giờ mua được Siren nè. Rồi Siren lại lên 2. Đâm mình sắp lên 3 nè. Giờ đâm mình sắp lên 3. Đâm mình đã sắp lên 3 rồi, mình đã có bom 2 sao. Ok, đánh đội hình này chắc ổn mấy bạn. Ủa? Sao nó bỏ hết quân ra rồi? Sao nó không đánh nữa trời? Ủa sao đội bạn chơi lạ vậy? Mình đang chờ lên đâm 3 sao đánh cho nó đẹp, cho nó đẹp trai mà đội bạn bỏ quân ra hết vậy trời. Không hiểu chuyện gì luôn bạn ơi. Mình thắng rồi. Đang hiệp cuối chuẩn bị trận hoành tráng thì đội bạn buôn hàng vậy, buôn hàng bán hết lính vậy. Chả hiểu luôn. Đó là đội bạn mạnh lắm bạn. Ủa bán hết luôn, ông pháo đài chính nè. Cuối game bán hết quân luôn. Không hiểu, tiền ổng cũng giàu hơn mình nè. Thắng bại ổng thua mình một xíu thôi, nhưng mà quân ổng rất là mạnh nha. Quân ổng là mình ổng nhỉnh hơn quân mình á. Mình chỉ có 2-3 sao thôi à. À ok. Đây là trận chiến thắng nữa với Warrior Hunter nha. Đội hình Warrior Hunter mình thấy đánh cuối game ổn các bạn. Tức là vẫn không phải là bá đâu, tức là không phải là đánh đâu cũng thắng được, nhưng mà đội hình nó ổn hơn Warbeast. Ổn hơn Warbeast nhiều nếu mình lên đủ combo. Không có cần phải nhiều con 3 sao như Warbeast đâu, nhưng mà chỉ cần đủ những cái con mà cần cho cái chiến thuật này là mình sẽ đánh ổn. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Thì các bạn thấy thích video của mình thì cho mình xin một like và một lượt subscribe trên kênh nha. Cảm ơn các bạn. Bye bye.